Minh Hằng, tôi mang nhiều nỗi sợ khi có bầu. Diễn viên ca sĩ Minh Hằng có lúc cảm thấy hoang mang với thiên chức làm vợ, làm mẹ. Nhưng cho biết đang học cách trân trọng từng giây phút của hành trình chờ đón con đầu lòng. Minh Hằng chia sẻ với ngôi sao, mang thai thực sự quá khó khăn và gắn liền với nỗi sợ hãi, nhất là khi tôi lựa chọn tạm gác sự nghiệp nghệ thuật để thực hiện thiên chức làm mẹ. Với nghệ sĩ, chuyện lấy chồng và sinh con ảnh hưởng rất nhiều. Mấy tháng nay làm gì tôi cũng lo lắng, không biết phải giữ gìn thế nào, đi lại, nằm ngồi hay tắm tôi đều sợ. Nhưng tôi tin mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi tôi hiểu điều gì là quan trọng nhất. Với tôi, hạnh phúc là cảm nhận em bé của mình đang lớn dần lên trong bụng từng ngày. Cô tự nhận, cả đời không sợ điều gì, không ngại thử thách hay thất bại. Riêng chuyện chồng con lâu nay là chướng ngại tâm lý với cô, là người cuồng công việc. Minh Hằng từng nghĩ chồng có cũng được, không có cũng không sao. Đến lúc hẹn hò, cô cho rằng kết hôn đơn giản, nhưng làm mẹ thì quá phức tạp. Sau năm yêu, Minh Hằng và nửa kia chưa từng nghĩ đến việc có con. Bởi cả hai đều bận rộn với công việc. Sau đám cưới vào tháng 6 năm ngoái, hai người mới tính đến chuyện này. Nữ diễn viên cho hay, cô quyết định chạy việc như điên trong năm 2022 và dành trọn vẹn năm 2023 chuyên tâm cho gia đình. Kết thúc thời gian quay phim Chị Em 2, cô dành một tháng cùng ông xã du lịch khắp nơi, tận hưởng thế giới hai người và nghỉ ngơi thoải mái. Cùng lúc, cô tìm hiểu về phương pháp IVF thụ tinh trong ống nghiệm, tập thể dục, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng để sẵn sàng sức khỏe cho việc mang thai. Cô bật khóc khi kể lại, hành trình này gian nan và nhiều bỡ ngỡ. Tôi không quên được cảm giác lần đầu nhìn phôi thai được chuyển vào tử cung của mình qua màn hình. Tôi đã khóc như đứa trẻ. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có người chồng tâm lý đồng hành những ngày này. Chồng là chồng phải đúng phúc không? Cả nhà biết không, ai cũng nghĩ là khi mà mình đã chọn phương pháp IVF đó là một cái phương pháp rất là chủ động để mình có thể biết được rằng là mọi thứ nó sẽ được diễn ra theo một cái trình tự như thế nào. Nhưng mà mọi thứ nó lại không như mình nghĩ. Tất cả những cái trình tự đó nó được mình trải qua rất là ngỡ ngàng, rất là bỡ ngỡ. Và thực sự là mình vẫn không thể nào quên được cái cảm giác khi mà mình bước chân vào cái phòng mà hai vợ chồng biết được rằng là cái phôi thai nó đang được chuyển vào cơ thể của mình. Khi mà mình nhìn thấy những hình ảnh đó ở trên TV. Mình cứ nghĩ là khoa học nó sẽ giúp cho con người chúng ta rất là tỉnh táo, rất là chủ động trong mọi thứ. Nhưng mà mình đang không thể nào quên được cái cảm xúc là khi mà mình nằm ở trên giường và mình biết được hai cái phôi thai của mình nó được chuyển vào cơ thể của mình, thì thực sự là mình mới cảm giác là thì ra là đang có một cái sinh linh đang được sinh sống trong cơ thể của mình. Và lúc đó anh nhớ là khi mà mình được cầm cái tờ phim mà bác sĩ đưa cho mình đó, đây nè, chỉ hai cái chấm tròn rất là nhỏ xíu à. Cái xong rồi bác sĩ nói là đây là hai, là cái phôi thai của em bé nằm ở trong tử cung của mình. Và hằng nhớ là khoảnh khắc như khi mà mình cứ cầm cái tờ phim đó, mình đi từ cái phòng chuyển phôi đến cái phòng bệnh của mình và mình khóc tu 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 như một đứa trẻ.